Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18 giờ 30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của dịch trên thế giới và một số tỉnh thành tại Việt Nam, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa yêu cầu tất cả các ban ngành địa phương và toàn thể nhân dân tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Đến nay, ca bệnh nhiễm COVID-19 duy nhất tại Thanh Hóa đã được điều trị khỏi bệnh, trở lại cuộc sống sinh hoạt bình thường. Những ca nghi nhiễm COVID-19 đều được kiểm soát cách ly điều trị. Hàng nghìn trường hợp đi và đến từ vùng dịch được cách ly tập trung hoặc cách ly tại nơi cư trú theo quy định. Dù đang kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19, nhưng trong bối cảnh người Thanh Hóa sinh sống và làm việc tại các vùng có dịch COVID-19 trong và ngoài nước đang tiếp tục trở về, nguy cơ bệnh COVID-19 xâm nhập vào địa bàn tỉnh là rất lớn nếu không làm tốt công tác giám sát, kiểm soát, ngăn chặn kịp thời. Trong tình hình hiện nay, vai trò của người dân trong việc phòng dịch là hết sức quan trọng. Người dân cần chủ động khai báo y tế, giúp y tế cơ sở và chính quyền địa phương phát hiện kịp thời các nguồn nguy cơ. Người dân cũng nên bình tĩnh, tiếp nhận thông tin về dịch bệnh từ những nguồn tin chính thống, thực hiện các biện pháp chủ động phòng chống dịch COVID-19 theo khuyến cáo của ngành y tế. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa quyết định điều chỉnh kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Theo đó, ngày kết thúc học kỳ 2 của các bậc học giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, trước ngày 25 tháng 6 năm 2020, ngày kết thúc năm học năm 2019-2020 đối với các bậc giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trước ngày 30 tháng 6 năm 2020, sẽ công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 30 tháng 6 năm 2020. Hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2020-2021 trước ngày 20 tháng 8 năm 2020. Riêng đối với giáo dục thường xuyên hệ bổ túc văn hóa trước ngày 31 tháng 8 năm 2020. Tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên Lâm Sơn, lớp 10 trung học phổ thông và lớp 10 trung học phổ thông dân tộc nội trú năm học 2020-2021 vào đầu tháng 7 năm 2020 sẽ tuyển sinh vào lớp 6 trung học cơ sở năm học 2020-2021 sẽ tổ chức trước ngày 15 tháng 8 năm 2020. Theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2020 sẽ được tổ chức từ ngày 23 tháng 7 đến ngày 26 tháng 7 năm 2020. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 2 tháng 3 năm 2020, học sinh các trường trung học phổ thông và giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên của tỉnh Thanh Hóa đã quay trở lại trường học bình thường sau hơn một tháng nghỉ học do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Cùng với việc ổn định nghề nếp học tập, các trường học đã chủ động trong công tác hướng dẫn học sinh phòng chống dịch bệnh. Sau một tuần, gần 110.000 học sinh của 119 trường trung học phổ thông và giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên tỉnh Thanh Hóa đã quay trở lại học tập. Qua theo dõi đến nay, chỉ phát hiện duy nhất trường hợp một học sinh ở trường trung học phổ thông Cầm Bá Thước, huyện Bá Thước có biểu hiện sốt, đau họng do tiếp xúc với người nhà đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản trở về. Học sinh này hiện đã xuất viện ngày 6 tháng 3 sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19. Không chủ quan trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, để học sinh và phụ huynh yên tâm khi con em mình tới lớp, các nhà trường tiếp tục chủ động và đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch hiện nay sở giáo dục và đào tạo thanh hóa đang yêu cầu các trường học cập nhật thông tin phòng chống dịch bệnh hàng ngày tăng cường công tác thông tin tuyên truyền thực hiện khử khuẩn và vệ sinh trường lớp sau mỗi buổi học bên cạnh đó các nhà trường cũng tuyên truyền đến cha mẹ học sinh tiếp tục quản lý chặt chẽ thời gian và sinh hoạt của con em mình nhằm phòng tránh dịch bệnh có hiệu quả Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa phối hợp bắt giữ đối tượng Nguyễn Cao Thắng, sinh năm 1984 ở phường 15, quận 10 thành phố Hồ Chí Minh là chủ tịch hội đồng quản trị công ty tài chính Nam Long, chuyên hoạt động tín dụng đen với quy mô tại 63 tỉnh thành trên cả nước. Năm 2017, Nguyễn Cao Thắng và Nguyễn Đức Thành, sinh năm 1988 ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, câu kết với nhau thành lập tập đoàn tài chính Nam Long có trụ sở tại 393 trên 5 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, do Nguyễn Cao Thắng làm chủ tịch hội đồng quản trị và Nguyễn Đức Thành làm giám đốc nhưng không đăng ký kinh doanh. Công ty này có 26 chi nhánh ở 23 tỉnh thành nhưng các chi nhánh này lại hoạt động trên phạm vi cả nước tháng 9 năm 2018, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự và các đơn vị chức năng triệt phá thành công chuyên án 018T, đánh sập đường dây tín dụng đen này. Theo đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án cố ý gây thương tích giữa người trái pháp luật cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, khởi tố 9 bị can trong tổ chức tội phạm này. Riêng Nguyễn Cao Thắng bị khởi tố về tội cho vay lãi nặng, Tuy nhiên đối tượng này đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú và bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa ra lệnh truy nã. Ngày 7 tháng 3 năm 2020, qua công tác điều tra xác minh, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Thanh Hóa đã nhận được tin báo thắng đang có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh nên đã khẩn trương lập kế hoạch phối hợp với công an thành phố Hồ Chí Minh bắt và di lý Nguyễn Cao Thắng về Thanh Hóa để phục vụ cho công tác điều tra xét xử. Sáng ngày 9 tháng 3, Công an xã Đông Quang huyện Đông Sơn đã bắt giữ đối tượng Lê Duy Hùng Huy, sinh năm 2001 ở thôn 2, Thịnh Trị, xã Đông Quang, huyện Đông Sơn, đang bị Công an thành phố Vũng Tàu truy nã về tội trộm cắp tài sản. Tại cơ quan công an, đối tượng Huy khai nhận, năm 2016, Huy cùng một đối tượng khác đến địa bàn thành phố Vũng Tàu trộm cắp bình ắc quy xe ô tô đậu dọc các tuyến quốc lộ, sau đó đem bán lấy tiền tiêu xài. Sau khi gây ra các vụ trộm, đồng bọn của Huy đã bị công an thành phố Vũng Tàu bắt giữ, riêng Huy bỏ trốn nên bị truy nã. Trong thời gian Huy trốn truy nã, lực lượng công an đã đến nhà vận động gia đình kêu gọi Huy ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Tuy nhiên, đối tượng không chấp hành. Đến ngày 9 tháng 3 năm 2020, Huy trở về quê nhà thì bị công an xã Đông Quang kịp thời bắt giữ. Bản tin 18h30 xin được tiếp tục với những thông tin trong nước vừa được chúng tôi cập nhật vào lúc 12 giờ 30 ngày 8 tháng 3 tại khu vực bản Hin Pén xã Trường Sơn huyện Mộc Châu tỉnh Sơn La cục phòng chống ma túy và tội phạm chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng đã phá chuyên án A1220 bắt hai đối tượng Thảo A K sinh năm 1960 và Thảo A V sinh năm 1999 đều trú tại bản Pưng huyện Sopo tỉnh Hủa Phăn Lào về hành vi mua bán trái phép chất ma túy tăng vật thu giữ gồm 12.000 viên ma túy tổng hợp ba điện thoại di động và các vật chứng khác có liên quan. Thủ đoạn của các đối tượng này là vượt biên trái phép qua đường rừng, mang ma túy vào bán cho các đối tượng ở Việt Nam. Khi các đối tượng vừa vượt qua biên giới thì bị các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hà Nội vừa bắt giữ đối tượng Vàng A Páo sinh năm 1993 ở xã Sipatin, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, đang vận chuyển 20 bánh heroin có trọng lượng hơn 6 kg từ Lào về tỉnh Điện Biên và thành phố Hà Nội tiêu thụ. Tiếp tục điều tra mở rộng, lực lượng chức năng đã bắt tiếp Vàng An Lồng, sinh năm 1989 ở xã Mường Nhà, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên và Mông Văn Hợp, sinh năm 1968 ở xã Vân Nội, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Ngày 9 tháng 3, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Bình cho biết đã phát hiện vụ vận chuyển khẩu trang trái phép với số lượng lớn từ Bắc vào Nam. Theo đó, Tổ tuần tra kiểm soát Cảnh sát Giao thông Quảng Bình phát hiện xe tải BS29C75256 do Đặng Đình Tiến, 33 tuổi, quê ở Hà Đông, Hà Nội, điều khiển chạy hướng Bắc Nam, có dấu hiệu nghi vấn nên tổ chức đón dừng. Kiểm tra phương tiện tổ cảnh sát giao thông phát hiện trên xe chở khoảng 75.000 cái khẩu trang màu xanh có hình dáng như khẩu trang y tế được bó từng cục rồi chất trong thùng giấy chứ không có bao bì nhãn mắc riêng. Tài xế khai báo chở hàng từ miền Bắc vào Quảng Trị, toàn bộ số hàng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp lệ. Tổ cảnh sát giao thông đã lập biên bản vi phạm hành chính và bàn giao số hàng hóa khẩu trang và phương tiện nói trên cho đội quản lý thị trường số 5 cục quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình tiếp tục xử lý. Ngày 8 tháng 3, lực lượng chức năng đồn biên phòng cửa khẩu Hồng Vân, Bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát hiện thu giữ hơn 4 mét khối gỗ vô chủ tại khu vực Thủy Điện An Linh, xã Hồng Vân, huyện A Lưới. Qua kiểm tra, số gỗ trên thuộc loại gỗ quế rồi chưa xác định chủ sở hữu, có chiều dài trung bình 2 mét, rộng 45 cm, cao 20 cm. Tại hiện trường, đồn biên phòng cửa khẩu Hồng Vân và các lực lượng chức năng đã lập biên bản đưa số gỗ trên về đơn vị và tiến hành các bước điều tra xử lý theo quy định của pháp luật Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4 đóng tại Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang vừa áp tải đến cảng của Hải đội 421, Hải đoàn 42 một tàu cá chở khoảng 80.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc. Tàu cá này mang số hiệu tỉnh Tiền Giang bị lực lượng tuần tra của Cảnh sát Biển phát hiện trên vùng biển Tây Nam. Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có một thuyền trưởng và bốn thuyền viên. Do không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, nên lực lượng làm nhiệm vụ đã lập biên bản tạm giữ phương tiện và hàng hóa. Theo thông tin từ cục kiểm lâm, nhiều cánh rừng ở khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên đang ở mức cảnh báo cháy cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Hiện nay khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ đã vào giữa mùa khô, thiếu nước ngọt và xâm nhập mặn đang trở nên trầm trọng. Hàng loạt các cánh rừng đang đứng trước nguy cơ cháy rất cao. Dự báo cao điểm khô hạn còn kéo dài sang tháng 4. Cục kiểm lâm khuyến cáo người dân các khu vực này tạm dừng các hoạt động sản xuất như tỉa thưa khai thác rừng, lấy mật ong, đốt nương rẫy để phòng tránh cháy rừng. Quý vị và các bạn có thể xem lại bản tin 18 giờ 30 tại địa chỉ website truyền hình thanh hóa vn. Thông tin phản ánh của quý vị và các bạn xin gửi về chương trình theo địa chỉ bản tin 18 giờ 30 ttva@gmail.com hoặc số điện thoại đường dây nóng 0888 25 3636. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin 18 giờ 30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại.